bạn, hãy cùng gamehub.vn đến với một tựa mini game cực kỳ vui nhộn và đáng yêu tên là Split Splash Pong. Có game kiểu với một con gà và cứ đập qua lại còn lại. Và nhiệm vụ của chúng ta chỉ là làm sao cho điểm cao nhất thôi. Cũng có nghĩa là con gà này phải đập qua lại. Đấy, các bạn muốn xem qua nhưng có lẽ hơi nhanh, chúng ta chưa nắm vững được. Con gà này nó sẽ tự động đập qua đập lại, nhưng mà phải tránh những con cá ở trên biển này. Và nếu mà nhỡ tránh, chúng ta có thể bấm vào màn hình để nó quay đầu lại. Đẹp. Đấy, rất đơn giản thôi. Đấy. Chúng ta phải căn chỉnh và có khả năng quan sát. Thôi mình sẽ chơi nốt lần này. Ngoài ra màn hình chính chúng ta không có gì, nhiệm vụ chúng ta chỉ việc là bấm vào màn hình để cho nó quay đầu thôi. Quay đầu nhiều quá hình như cũng không được hay sao á. Lên em. Đấy. Rồi đó, giữ lời hứa thì mình chỉ giới thiệu các bạn game như thế này thôi. Game rất là đơn giản, cũng là vui, hình ảnh cũng vui nhộn, xinh xinh, đáng yêu. Bye. Rồi, vừa rồi là trải nghiệm của mình. Chào tạm biệt, nhớ cái tên game nhé. Split Splash Song, à Pong, kiểu như đánh bạ, đánh bóng bàn ấy. Game free, hoàn toàn thoải mái luôn nha.